Hey, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái chủ đề mới, đó là liên quan đến tàu thủy. Hôm nay mình giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái này nó lay lay giữa cái Hòn Nam Bộ và một cái công trình tàu thủy. Mình chế chiếc tàu này là mình mô phỏng lại cái tàu cuốc hồi xưa mà mình có làm việc ở trên này. Thì nó là một cái tàu chuyên nạo vét đường sông. Thí dụ như mà ở đâu đó mà làm cảng á, mà nó bị cạn, tàu vô không có được á, thì người ta mới thuê cái tàu này tới để cuốc hay là nạo vét đường sông á, nạo cái chỗ đó để cho nó sâu để mới làm cảng để cho nó tàu vô. Đó, thì nhiệm vụ của tàu này nó là vậy. Hồi xưa thì cái tàu này á, là ở cái tàu này đúng của nó là tàu của nhà nước, nó ở Hải Phòng. Nó có hai chiếc, chiếc 81 cái 82, hồi xưa mình đi chiếc 81. Ở đó thì mình lúc đó là tàu nó có làm cạn ở dưới Vũng Tàu á, thì mình có dịp làm việc ở trên cái tàu đó, chỉ là làm thuyền viên đưa đón khách. Tại cái tàu này nó lớn, nó không có cập sát bờ, cho nên mình làm thuyền viên, có một cái chiếc cano nhỏ, mình đưa những cái người công nhân ở trên này họ làm việc đó. Thì có thời gian mình làm việc ở trên này xong thì mình cũng thấy hay hay, cho nên giờ mình cái đợt mà dịch giãn cách dài ngày đó thì mình mới rảnh rồi bắt đầu mới làm cái chiếc này. Thì lúc mà bầy đã làm chiếc tàu này thì lúc đó là mình chưa có cái ý nghĩ mà làm YouTube, cho nên mình không có quay lại từ đầu, cho nên các bạn xem thì thông cảm nha. Mình chỉ có được cái dữ liệu tới đâu thì mình đưa lên tới đó đó. Bây giờ mình mở lên hoạt động cho các bạn xem. Thì nó là mình tính là mình làm cái hồ giống như Hòn Nam Bộ vậy đó, xong mình để này vô thì cho nó chạy cho nó vui vui. Cái nhiệm vụ của tàu này là nó múc cát ở dưới sông lên, thì những cái gầu đó đó, cái guồng đó đó, là hồi xưa là nó múc cát đá sỏi từ ở dưới sông lên y chang vậy luôn á. Sau đó nó đổ xuống hai cái máng hai bên, sau đó có mấy cái tàu xà lan nhỏ hơn nó cập vô hai bên rồi nó hứng cái cát này, bắt đầu nó chạy ra ngoài biển nó đổ đó. Bây giờ mình làm lại thì cũng giống y chang vậy đó, cái điều nó nhỏ thôi. Giờ mình làm theo cái kiểu là phục vụ cho giải trí, chơi chơi. Nó vẫn nước nó chảy ra hai bên, mình làm cái kiểu này là giống Hòn Nam Bộ để nó hợp lệ hơn, nó chảy có nước đó. Mình nước này hồi xưa thì nó hút cát hút sỏi, còn bây giờ nó chỉ có múc nước thôi, nó múc nước từ ở dưới lên cho nó đổ xuống nó chảy ra hai bên đó. Cái này mình làm nó là 15 cái gầu đều là dán rồi làm bằng tay á, làm này nó mỏi lưng dữ lắm. Nên những cái chi tiết nhỏ 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 làm rất là mất công. Chỉ có cái đợt nghỉ dịch là gần 2 tháng mới làm được thôi, chứ còn giờ thì họ không bao giờ làm được, nó mất thời gian dữ lắm. Mình cũng mê làm tàu lắm nhưng mà nó rất là mất thời gian, làm để cho nó giống như một chiếc tàu thiệt ở ngoài đời á, nó rất là tỉ mỉ. À, trên trên có hệ thống radar nè, đèn hành trình, đèn tín hiệu, radar định vị. Cabin làm rất là, các bạn nào mà hay ra những cái bến cảng lớn lớn,
thì sẽ nhìn thấy những cái tàu có cái cabin giống nhau như vậy. Cabin này nhìn rất là quay luôn. Tàu dạng như tàu mà tàu nói nôm na là tàu Tây đó, thì nó mới có những cái cabin giống vậy. Tàu này có hai cái radar, mình làm một cái nó quay thôi, còn cái kia mình để chân thôi. Cái này cabin bên trong vẫn có đèn, trên có đèn led, đèn nó chạy nó hơi giật giật giật, nó có cái hiệu ứng giống như kiểu là trên chạy máy đèn ở trên tàu vậy đó. Mình cũng cố ý làm cho nó giật giật vậy đó để cho nó giống như trên 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 tàu á, tại vì trên trên các cái tàu là nó xài bằng máy máy phát điện, cho nên lúc nào cái giật 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 vậy đó, nước nó chảy lên nó sẽ đổ vô đó, xong bắt đầu nó đổ ra hai bên. Cái này mà để cho người họ nông bộ này cũng vui vui. Này là đèn ở bên trong, cái lan can, không thấy mình làm cái lan can này á, nó rất là đau lưng luôn. Lan can nó bằng 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 thép á, rất là kỳ công. Phải khoan từng lỗ nhỏ bắt đầu mới ép nó vô. Còn cái này cũng vậy nè, lá cờ Việt Nam, tàu nước nào phải treo cờ nước đó. Sáng nay mình chia sẻ các bạn cờ, ví dụ như một chiếc tàu mà đang ở tàu nước mình đi qua nước khác, thì lúc mà bắt đầu vô cái lãnh hải của nước đó, mình phải treo cái lá cờ của nước đó lên, và phải treo cái lá cờ của nước đó cao hơn cái lá cờ của mình một chút đó. Nó là cái luật treo cờ của tàu biển. Đây là cái guồng nó chạy để nó mang nước lên. Làm cái tàu này mình tiếc là không có quay cái video lại, có mấy cái hình mà hình nó lúc 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 cơ bản là chứ không phải lúc sơ lúc đầu, do mình không có, lúc đó mình chưa có tính làm YouTube cho nên không có quay video. Những cái chi tiết này mình làm rất là giống với cái tàu thiệt của nó. Cái tàu thiệp của nó là những cái gầu giống vậy này, là hồi xưa là mình buổi trưa là mình nằm ngủ ở trong đó được luôn, vô chui vô trong những cái gầu nó ngủ nó mát chứ, nó bằng sắt mà. Là các bạn biết là lớn cỡ nào à? Hồi đó mình cỡ chừng 10 17 18 tuổi ấy, mình là buổi trưa là chui vô trong mấy cái gầu nó ngủ luôn. Từ trên cao xuống này. Nước nó sẽ chảy ra hai bên. Nhìn vui 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 mắt vui tai. Còn cái thân tàu thì mình ở khúc sau mình chẻ ra làm hai, cho cái guồng nó chạy ở giữa. Nếu mà cái này mà nói mà ghép nó thà cái hình Nam Bộ thì cái này rất là cái hòn Nam Bộ này rất là độc luôn, không có đụng hàng dài luôn. Giờ là công trình tàu thủy mà lai với hòn Nam Bộ có nước chảy.
Cái quần đó là mình làm theo nó giống với cái quần thiệt của nó luôn, là có thể kéo lên kéo xuống được. Ví dụ như nước cạn thì mình kéo lên, mình muốn nạo sâu thì mình hạ xuống, nâng lên nâng xuống được luôn. Tàu này có 6 tầng. Thường thường là cái cabin trước á, là để cho công nhân ở á, ban ngày thì nó làm việc. Những cái vật liệu mình làm như vậy là mình không có sợ bị sét luôn. Mình làm bằng những cái gạo đó, mình làm bằng cái alu, có thể xài với nước thoải mái. Nó là một công trình nạo vét đường sông thu nhỏ đó. Hôm nay mình chỉ gửi đến cho các bạn xem cái này. Các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Chào chào các bạn.